Thưa anh chị em, một đoạn tin mừng rất ngắn của Thánh Matthew, nhưng chúng ta nghe xong thì có lẽ nếu nghe kỹ chúng ta sẽ hoảng hồn. Nếu chúng ta đọc kỹ, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều nghịch lý trong cái đoạn tin mừng này. Và đoạn tin mừng này được viết ra, được kể lại cho chúng ta trong cái bối cảnh sau khi Chúa gọi các môn đệ, sai các ông đi và nói các ông đừng sợ. Vậy thì mà đi theo Chúa mà kêu rằng phải yêu mến thầy hơn cha mẹ mình, ai yêu cha mẹ hơn thầy thì không được, không xứng đáng. Vậy có phải là Chúa kêu mình không có tôn trọng, không có báo hiếu với cha mẹ không? Hay là Chúa nói mình phải ghét bỏ con mình không? Tại sao lại nghịch lý như vậy, đúng không ạ? Nhưng nếu chúng ta đọc kỹ, chúng ta sẽ thấy khác. Khác ở điểm nào, thưa anh chị em? Chúa không hề nói mình phải ghét người thân, nhưng Chúa mời gọi mình phải đặt Chúa là điểm tham chiếu cho tất cả các mối tương quan của mình. Hay nói một cách khác, Chúa không có kêu mình phải không được yêu thương cha mẹ, không được yêu thương con cái mình, nhưng Chúa mời gọi mình phải yêu thương Chúa trên hết, và từ đó yêu thương cha mẹ, con cái của mình. Vậy tình yêu của mình với Chúa quyết định và định nghĩa cách mình yêu thương cha mẹ, con cái của mình. Nghĩa là ở đây không có chỉ sự tranh giành, nhưng mà mình đến với người thân, với bất cứ một người nào dựa trên cái tương quan của mình với Chúa, hay người ta gọi là điểm tham chiếu. Chúa Giêsu là điểm tham chiếu của cuộc đời mình, hay là người gọi the, tiếng Anh là the point of reference. Làm sao để giải thích cho anh chị em hiểu rõ? Điểm tham chiếu nghĩa là gì? Mình dựa trên đó là một cái thang tiêu chuẩn. Chúa là cái thang tiêu chuẩn, là cái điểm chuẩn để cho mình dựa trên đó sống với mình, với tha nhân. Một cách để hiểu dễ hơn, nếu anh chị em học ngành y, anh chị em sẽ thấy chúng tôi có nhiều cái tham số để tham chiếu. Nghĩa là gì? Ví dụ như mình đo huyết áp cho bệnh nhân, làm sao mình biết được là bệnh nhân huyết áp cao hay là bệnh nhân huyết áp thấp, anh chị em? Mình có một cái tham số rõ ràng. À, một người bình thường huyết áp sẽ từ khoảng 90 cho đến 120. Giờ mình đo, mình thấy con số đó 140 rồi, huyết áp người này cao quá, phải cho thuốc để hạ. Mình đo, mình thấy huyết áp người đó dưới 80, huyết áp thấp quá, nguy hiểm đến tính mạng, phải cho thuốc để nâng huyết áp lên. Nghĩa là mình có một cái tham số đâu là bình thường, đúng không ạ? Rồi mình dựa trên đó mình biết, à, vì bất thường là cao quá, bất thường là thấp quá. Vậy thì trong cuộc sống chúng ta, cái gì quyết định hành động, tương quan của mình, mình phải có một cái tham số chứ, đúng không ạ? Và vì thế một cái điểm tham chiếu nào đó, vì thế nó có một người, có một linh mục muốn dạy các thiếu nhi của mình phải tập coi Chúa là tham số đó. Con có biết cái điểm tham chiếu không? Rồi bây giờ ở nhà con có học đi đường, thấy đèn xanh đèn đỏ thì con sẽ làm gì? Ví dụ như con đi xe ngoài đường, con thấy đèn xanh con làm gì? Con được 3 giờ tay lên, thưa cha đèn xanh thì chạy. Cái xong cha thấy giỏi, bây giờ đèn vàng thì làm gì? Cái đứa bé nói tiếp, chạy nhanh hơn. Ai dạy con vậy? Ba con nói đèn vàng rồi chạy nhanh lên con. Cái cha thua rồi, mình nghĩ đèn vàng mà nó phải đi chậm lại chứ ai dạy đèn vàng chạy nhanh hơn. Nói ba con thấy mỗi lần mà đèn vàng là ba con chạy nhanh hơn, rú ga lên chạy, nên sợ đèn đỏ. Vậy cái cuối cùng cha hỏi tiếp, vậy thì đèn đỏ con là thì con làm gì? Cha chờ con nó trả lời sao. Cái đứa bé nói tiếp, đèn đỏ hả, con nhìn coi có công an không. Đèn đỏ nhìn coi có công an không, đến chi anh chị em, chạy luôn, phải không ạ? Cái sao con nói vậy? Nói ba con nói mỗi lần tới đèn đỏ cái ba con nói mày nhìn có bên kia đường có công an không. Hai cha con nhìn hai bên khác nhau,
để coi coi mình, vậy thì điểm tham chiếu của đứa bé là gì? Công an hả? Tự nhiên cái mình suy nghĩ lại anh chị em, mình nghe tới đó mình đặt câu hỏi, trong cuộc sống chúng ta cái gì quyết định mình đi tới đi lui hay ngừng lại đi xa hơn? Cái gì quyết định cái tham số, cái điểm tham chiếu nào nói là mình có cuộc sống và mình hạnh phúc dựa ở đâu? À, từ đó mình sẽ thấy ngày hôm qua, ngày 1 tháng 7, đúng ngày hôm qua anh chị em, đài CNN của Mỹ đó, họ mới đăng một cái bài viết, cái nghiên cứu của Hàn Quốc. Người ta nói đất nước Hàn Quốc sực tỉnh và đang, các nhà lập pháp đang tìm cách để cho giới trẻ thi vào đại học dễ hơn. Lý do tại sao? Có một cái nghiên cứu thấy được rằng giới trẻ Hàn Quốc ngày hôm nay tỷ lệ sinh sản là 0.78%, thấp hơn cả Nhật Bản. Và người ta hoảng sợ. Và người ta điều tra xa hơn nữa, người ta phát hiện là một trong những nguyên do các bạn trẻ Trung Quốc, Hàn Quốc không muốn có con và không có khả năng có con nữa, lý do tại sao? Tại vì áp lực của cuộc sống. Nhưng hơn cái áp lực, đằng dưới cái áp lực cuộc sống là gì? Họ nói rằng, gần như con số đa số họ nói rằng, vì khi họ có con thì họ phải nghĩ ngay trong 18 năm cuộc đời của đứa trẻ, 18 năm từ lúc 1 tuổi đến 18 tuổi, họ phải nghĩ làm sao, đầu tư làm sao cho đứa con của họ đến năm 18 tuổi phải thi vượt được kỳ thi đại học 8 tiếng đồng hồ. Mà để thi được vào đại học 8 tiếng đồng hồ đó để làm gì? Để đậu vào những cái trường tốt nhất ở Hàn Quốc. Mà để đậu vào trường tốt nhất để Hàn Quốc để làm gì? Vì tương lai, vì để có tiền, để có sự nghiệp, để thành công trong cuộc sống, họ phải đi tới cái đường đó. Và vì thế họ phải đầu tư rất là nhiều tiền. Và đứa trẻ trong 18 năm đó phải thực sự làm việc cật lực để có thể đậu vào trường đại học. Có khác gì Việt Nam mình không anh chị em? Không khác. Nhưng người ta, đất nước Hàn Quốc, người ta làm cái nghiên cứu, người ta mới ngộ ra rằng cho dù đậu vào đại học hay không, chính cái áp lực của 18 năm đó đã làm cho các cha mẹ quá nhiều gánh nặng, đứa trẻ quá nhiều gánh nặng, đến mức độ mà cho dù có đậu đại học hay không, không hạnh phúc, không cảm thấy có cuộc sống, tỷ lệ tự tử lên cao, trầm cảm nhiều, không hạnh phúc trong cuộc sống này. Và cuối cùng là gì? Không muốn có con. Tỷ lệ tăng sinh âm. Họ hoảng hồn. Anh chị em có biết ở đất nước Việt Nam mình, xã hội mình, đậu vào trường nào là ngon lành nhất không? Là tốt nhất không? Đại học y dược, đúng không? Đại học y dược, đúng không? Ai cũng mong muốn con mình vô đại học y dược. Mà anh chị em có biết tỷ lệ sinh viên trầm cảm và có nguy cơ mắc trầm cảm ở đại học y dược Phạm Ngọc Thạch làm một cái nghiên cứu là bao nhiêu phần trăm? 49.2%. Cái tỷ lệ này được nghiên cứu năm ngoái và được đăng trên báo Thanh Niên. Anh chị em về Google thử. Năm 2022, 49.2% sinh viên đại học y dược Phạm Ngọc Thạch có nguy cơ mắc trầm cảm. Mắc trầm cảm nghĩa là gì anh chị em? Cuộc sống này không có ý nghĩa, tôi không muốn sống. Một cái, những cái trường đại học ở miền Bắc 30%, 30%. Nghĩa là khả năng chúng ta vào đại học rất khó, nhưng mà khả năng chúng ta có được cuộc sống thật sự hạnh phúc, mà là cuộc sống thật, 50% khi mình bước vào đó. Để làm gì vậy? Và người ta đặt câu hỏi lý do tại sao? Anh vô được đó rồi anh không hạnh phúc? Thưa, áp lực việc học. Cái thứ hai là gì anh chị em?
áp lực cha mẹ, áp lực gia đình. Vậy thì câu hỏi ngược lại là gì? Cái gì làm cho mình cảm thấy được sống? Nghĩa là gì? Chúng ta định hướng cuộc đời chúng ta như vậy là có cuộc sống. Sống cho mình, sống cho người khác, sống được cái này cái kia, có tiền, rồi cuối cùng mình có được sống không? Thưa không. Ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất. Đó là câu trả lời của Chúa Giêsu. Ai tìm có cuộc sống của mình, mạng sống mình thì sẽ mất. Ai tìm giữ cái gì đó cho mình, muốn có thêm cho mình thì sẽ mất. Ai muốn cho đi cuộc sống của mình thì sẽ được lại mạng sống đó. Vậy thì cuộc sống của chúng ta không phải là để tìm cho mình, không phải là để đầu tư cho mình giàu hơn, hơn người này, hơn người kia. Cuộc sống của mình là cho ai đó, cho cái gì đó lớn hơn mình. Đó là cuộc sống của mình. Khi mình dám đặt cuộc sống của mình cho ai đó, cho một cái gì đó lớn hơn trong cuộc đời của mình, lúc đó cuộc sống của mình là cuộc sống thật. Anh chị em thấy, mình cảm thấy có ý nghĩa hơn khi cuộc sống của mình có ích cho ai đó, cho cuộc đời ai đó. Nhưng để đem lại cuộc sống cho ai đó, cuộc đời ai đó, mình đối diện với cái gì anh chị em? Thập giá. Thập giá. Chúa Giêsu nói ai theo thầy mà không dám, không vác thập giá mình theo thầy thì không xứng với thầy. Thập giá. Vậy thập giá đó là gì anh chị em? Có phải là thập giá mà Chúa ép mình lãnh không? Không đâu. Có phải là thập giá của Chúa không? Không. Chúa chưa bao giờ nói mình phải vác thập giá của Chúa. Chúa cũng không bao giờ nói mình vác thập giá của người khác. Tôi có chia sẻ với anh chị em rồi. Có lần một vị linh mục hỏi, trong đây có vị quý vị có ai có thập giá không? Có một ông giơ tay lên, nó có. Xong ông nâng vợ ông lên. Thập giá có. Chúa đâu có nói mình vác thập giá của người khác anh chị em. Thập giá của mình. Nhưng nếu từ đó mình đặt câu hỏi, thập giá của mình là gì? Vì nếu Chúa là điểm tham chiếu của cuộc đời của mình, vậy thập giá của mình là cách mình sống yêu thương, sẽ luôn đối diện với đau khổ như Chúa. Có ai trong chúng ta yêu mà không đau khổ? Có ai trong chúng ta mà không mất mát? Có ai trong chúng ta mà không đối diện với cái chết? Thưa không ai hết. Nhưng cái mà làm cho mình không kinh nghiệm cuộc sống thật, không có thể sống với người khác thật, là mình không muốn đau khổ, không muốn đối diện với nó. Đau khổ ở đây là gì thưa anh chị em? Bệnh tật, mất mát, chia ly và cái chết. Là sự thật. Đâu có ai chúng ta tránh được đâu anh chị em. Nhưng mà vấn đề của chúng ta là gì? Mình không muốn sống cuộc đời này mà có nó. Mình tìm mọi cách trốn nó. Mà nếu mà trong cuộc đời chúng ta mà mình không có những thứ đó, thì chắc chắn những người xung quanh của mình là gánh cái đó thay cho mình. Nên ta vác thập giá của mình là vậy. Và vì thế rất là nhiều cái đau khổ của chúng ta thật sự, nó không phải vì mình yêu thương mà mình gây ra cho người khác, do mình muốn cho mình. Mình không muốn mất mát. Do đó anh chị em thấy, có một bạn trẻ nói với tôi, con sống chịu áp lực không nổi với cha mẹ con ở trong gia đình. Lý do tại sao? Ba mẹ con muốn con thế này thế kia suốt. Muốn con phải thế này thế kia. Con không muốn đó. Anh chị em biết, tu sĩ chúng tôi cũng bị như vậy đó. Nhiều người tu sĩ chúng tôi bị như vậy. Có một người đó lên tâm sự với tôi, nói thưa cha con khổ quá. Nói sao? Ba má con nói với con là mày coi, cả cái xóm này ai cũng được gọi là ông bà cố hết, có mình nhà đình mình không có ai ông bà cố hết.
có mình mày chưa lập gia đình, nó thôi đi tu đi để tao được gọi làm ông bà cô. Nghĩa là gì? Mình đi tu không phải vì yêu mến Chúa, mà là gì? Cho ông bố mẹ mình được làm ông bà cô. Cái xong rồi tôi hỏi, chứ vậy thì tiếp theo sẽ là gì? Con nghĩ là con sẽ làm cho bố mẹ con làm ông bà cô, xong rồi sao nữa? Rồi con ra đi. Dễ sợ. Đôi lúc và rất nhiều những người đi tu như chúng tôi, anh chị em, Chúa không phải là điểm tham chiếu đâu. Ai khác. Từ đó mình đến cái điểm thứ ba, đón nhận, đón vào nhà. Chúa nói ai đón tiếp những người này, ai đón tiếp những người môn đệ thầy, ai đón tiếp cho những người bé nhỏ này uống, vì dù một chén nước lã thôi là làm cho thầy. Anh chị em nghe tới đây, anh chị em sẽ nghĩ đến là à, bây giờ mình phải mở cửa ra, mình đón tiếp ai đó. Đúng không ạ? Rồi bây giờ tôi mời gọi anh chị em thử, mình ghi lên một danh sách những người mình sẽ đón tiếp vào cuộc đời của mình. Ai? Lập danh sách thử mỗi người VIP, VIP, khách quan trọng mà mình sẽ đón về trong nhà của mình đó. Ai, ai, ai mình đón? Bây giờ tôi hỏi anh chị em câu hỏi thứ hai. Sau khi mình lập danh sách đó rồi, trong những người mà anh chị em đón tiếp đó, có tên mình không? Có tên chính mình không? Không. Nhiều khi mình muốn mình đón tiếp nhiều người, thậm chí cả những người mà mình khó chịu, mình cảm thấy họ không đem lại hạnh phúc cho mình, nhưng mà mình vì ngại, vì không muốn mất lòng, mình mở ra, mình chịu đựng, mình đón họ vào lòng mình. Nhưng mình không đón mình, không chấp nhận mình. Một tác giả Nazwa Zebian, anh chị em, bà ấy nói như vậy nè: nhiều khi chúng ta không phải không đón tiếp người khác nữa, nhưng mà chúng ta bận rộn xây căn nhà của mình trong lòng người khác. Nghĩa là gì? Cuộc đời chúng ta nhiều khi đó, do mình chịu áp lực, mình mãi mê bận rộn để làm sao mình có chỗ trong lòng người khác. Ai đó phải đón tiếp tôi. Nhà của tôi là ở trong lòng những người này, người A, người B, người C. Nên những người A, người B, người C mà người ta không vui với tôi, ta quay lưng lại với tôi, người ta nói xấu tôi, tôi khốn khổ. Mà không những khốn khổ, tôi làm mọi cách để tôi làm hài lòng người ta. Đến chi vậy? Để người ta đón tôi vào nhà của tôi, trong lòng người ta. Mà khi mà mình nghĩ rằng mình phải xây căn nhà của mình trong lòng người khác, mình đang làm gì anh chị? Mình nói với người ta rằng bạn có thể đuổi tôi ra bất cứ lúc nào. Đúng không? Và nếu mà mình bị đuổi ra khỏi, mình sẽ làm gì? Lạc lõng. Vậy thì Chúa nói với các môn đệ, ai đón tiếp những kẻ bé nhỏ này là ai vậy? Chính mình trước. Làm sao tôi đón tiếp chính tôi? Làm sao tôi yêu thương con người tôi, chấp nhận tôi như tôi là? Hãy xây căn nhà của chính tôi trong lòng tôi, để tôi có chỗ đón tiếp người khác và đón tiếp Chúa. Và trước tiên hơn bao giờ hết là chỗ của chính tôi cảm thấy hài lòng về mình, chấp nhận mình như mình là. Chúa muốn ở trong tâm hồn chúng ta. Chúa xin ở trong tâm hồn chúng ta. Nhiều khi là như thế. Nói một cách thâm sâu, Chúa khao khát ở trong lòng,
trong nhà của mình. Và mỗi lần cuối thánh lễ, trước khi mình nhận mình thánh Chúa, mình nói gì? Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con. Mình muốn nói điều gì anh chị em? Con có nhà. Và Chúa muốn nói gì với mình trong bài tin mừng này? Con có hài lòng? Con có tiếp con trong nhà con không? Hay là con đi tìm con ở trong nhà người khác? Từ đó anh chị em thấy nhiều khi những cái đau khổ của chúng ta không cần thiết, vì mình bận rộn, đau khổ, khóc lóc khi người ta quay lưng lại với mình. Mình nghĩ rằng mình phải ở được trong nhà người ta, mà nghĩ đó là nhà của mình. Nhà tôi, tâm hồn anh. Khi anh không thể đón tiếp chính anh, anh không thể đón tiếp người khác, và anh không thấy Chúa trong anh được. Đơn giản là vậy. Vậy thì ba điểm này tôi mời gọi anh chị em suy tư trong cuộc đời chúng ta, trong một tuần sống chúng ta. Lời Chúa rất là sâu sắc anh chị em. Một, ai là điểm tham chiếu của mình trong cuộc đời? Chúa Giêsu, Thiên Chúa của mình, là điểm tham chiếu để mình yêu, mình ghét, mình tương quan, mình làm việc bác ái. Hay là mình, hay là người khác, hay là cái gì đó mà xã hội, mạng xã hội nói, mình coi đó là điểm tham chiếu. Đó là điểm đầu tiên mình có thể suy tư. Điểm thứ hai, chúng ta đặt câu hỏi, vậy trong tâm hồn của tôi chấp nhận mình như thế nào? Tôi có coi, tôi có bình an trong tâm hồn mình, và tôi có mời tôi ở trong căn nhà của mình hay không? Hay tôi đang tìm xây dựng căn nhà của mình nơi người khác? Hãy về nhà, hãy đón nhận mình trước, để mình có chỗ đón nhận, tha nhân. Khi mình không bằng lòng với mình thì mình sẽ không dễ bằng lòng người khác và đón nhận người khác, không có chỗ. Và điểm thứ ba, thập giá của tôi là gì? Chúa không có kêu tôi vác thập giá của người khác, thậm chí không phải thập giá của Chúa. Thập giá của tôi là gì? Nghĩa là gì? Tôi có sẵn sàng chấp nhận cái thực tế của cuộc đời này. Không ai tránh khỏi, ngay cả con một Chúa, là đối diện với đau khổ, mất mát, bệnh tật, phản bội. Vì tôi yêu. Thập giá đó là gì? Tôi có đang sẵn sàng vác nó, hay là tôi chạy trốn, tôi chối bỏ, hay tôi đẩy cho người khác vác giùm mình? Coi chừng xung quanh mình, ta vác thay mình hết, nên ta khốn khổ vì mình, đúng không? Và với chừng đó, tôi nghĩ đã đủ để chúng ta sống hành trình đức tin của chúng ta với Chúa. Và anh chị em nhớ, Chúa là điểm tham chiếu của cuộc đời mình, và Chúa Giêsu luôn luôn là hình ảnh, là con người mà sẵn sàng bước vào ở trong lòng của mình, để cho mình đón vào lòng